Cô xin chào tất cả các con. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các con trong môn tiếng Việt lớp 1 của trang web olm.vn. Các con thân mến, sau một tuần học tập, chúng mình lại gặp nhau ở tiết ôn tập và kể chuyện. Bài học hôm nay sẽ giúp cho các bạn củng cố lại những kiến thức mà mình đã học và được tiếp xúc từ tuần vừa rồi. Trong chủ đề vui học, các con đã cùng nhau tìm hiểu được rất nhiều những phần mới cùng với những tiếng và từ có liên quan đến chủ đề này. Bên cạnh đó là những bài tập đọc rất thú vị, đúng không nào? Để khởi động cho bài học hôm nay, các con sẽ cùng với cô đến với bài tập sau để củng cố lại kiến thức nhé. Chúng mình đã làm rất tốt và bây giờ các bạn sẽ cùng với cô đi vào nội dung chính của từng phần trong bài học hôm nay. Đầu tiên, các con sẽ ôn lại các phần mà mình đã được học, cùng quan sát và lắng nghe cô đọc qua một lần các phần chúng ta đã được học trong chủ đề vui học nhé. Ác, ác, ốc, 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 úc, ức. Bây giờ, một lần nữa, các bạn hãy đọc lại cùng với cô nào. Ác, ốc, 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 úc, ức. Rất tốt, hãy giúp cô thực hiện bài tập sau đây. Với những vần mà chúng mình đã tìm hiểu ở trên, có thể thấy ở mỗi video cô đã hướng dẫn đến các con tìm ra điểm giống nhau giữa các vần. Quan sát chi tiết, chúng ta sẽ thấy rõ tất cả các phần đều có kết thúc là âm chữ cờ. Các phần như ác, ắc, ốc có những âm chữ đầu là a, á, ớ và cách phát âm tương đối giống nhau. Đến các phần ốc, ốc thì chúng ta thấy ngoài có kết thúc là âm chữ cờ thì âm chữ đầu là o và ô. Chính vì thế cho nên cách viết giữa các phần này có điểm giống nhau cũng như cách đọc cũng nhiều khi khiến cho các bạn dễ bị nhầm lẫn. Và với cặp phần úc, ức cũng tương tự như các phần trước mà chúng ta đã phân tích. Ở đây các bạn dễ dàng có thể nhận thấy âm chữ đầu lần lượt của cặp phần này là u và ư. Chính vì thế cách viết dễ khiến cho chúng ta bị nhầm lẫn và cách phát âm cũng gần như giống nhau. Để không bị nhầm lẫn trong cách viết và cách phát âm, các bạn cần phải luyện tập nhiều hơn để ghi nhớ nhé. Vậy, với những phần trên, chúng mình có những tiếng từ nào chứa các phần ấy? Các bạn học sinh thân mến, chúng ta đã được tìm hiểu rất nhiều những tiếng, những từ có chứa các phần mà chúng mình đã được học trong những video cụ thể của từng bài. Và ở trong tiết ôn tập hôm nay, cô cũng sẽ mang đến cho chúng ta những từ ngữ có chứa các phần mà mình được học nhé. Trước hết, các bạn cùng quan sát vào màn hình và lắng nghe cô đọc mẫu qua một lần nào. Bác sĩ, mặc áo, giấc ngủ, mái tóc, ốc đá, cục tẩy, hũ mật. Bây giờ, các bạn hãy cùng đánh vần và đọc trơn những từ có ở đây nhé. Bờ ác bác, sắc bác, sờ y si, ngã sĩ, bác sĩ. Mờ ác mắt, nặng mặt, ao sắc áo, mặc áo. Si ức, sắc, ngờ u ngu hỏi ngủ, giấc ngủ. Mờ ai mai sắc mái, tờ óc tóc sắc tóc, mái tóc. Ốc sắc ốc, đờ a đa sắc đá, ốc đá.
cơ úp cúc nặng cục, cục, tờ ai tay hỏi tẩy, tẩy, cục, tẩy. Hờ u hu ngã hủ, hủ, mờ ức mức nặng mực, mực, hủ mực. Bây giờ cùng đọc trơn lại một lần với cô nhé. Bác sĩ, mặc áo, giấc ngủ, mái tóc, ốc đá, cục tẩy, hủ mực. Rất tốt, bên cạnh đó, các bạn có thể tìm thêm những từ ngữ có chứa các vần mà mình đã được học bằng cách ghép các phụ âm đầu khác vào các vần để tạo thành những tiếng có nghĩa các bạn nhé. Vậy, với những tiếng trên, chúng mình có thể nói được những câu như thế nào? Bây giờ, hãy cùng cô hoàn thiện câu này nhé. Cảm ơn các bạn và đây là đáp án của cô. Bố cho bé cục tẩy mới. Các con có thể nói được nhiều câu khác hoặc nói những câu có chứa các tiếng, các từ mà mình đã được học nhé. Tiếp theo, chúng mình sẽ cùng nhau đến với bài đọc hôm nay để tiếp tục ôn tập về những vần mà mình đã học trong tuần vừa rồi. Cùng quan sát lên màn hình, đây là bài thơ của tác giả Lê Hải. Trong bài đọc, hãy giúp cô gạch chân dưới những tiếng có chứa các vần mà mình đã được học trong tuần vừa qua nhé. À, các bạn học sinh của cô đã làm rất tốt. Chúng mình cùng quan sát vào các từ ngữ mà cô đã in màu để thấy được các vần chúng ta đã học trong chủ đề vui học nào. Bây giờ, các bạn có thể lắng nghe cô đọc qua một lần bài thơ này nhé. Bé vẽ, bé ngồi vẽ, cái nhà to, kề bật cửa, bác ốc bò, chú chó mực, nhắc gâu gâu, chắc chú dục, đi học mau. Lê Hải. Trước hết, các bạn hãy cùng cô đánh vần những tiếng từ khó sau đây nhé. Đầu tiên là từ bật cửa, bờ ắc bất nặng bật, bật, cờ ưa cưa hỏi cửa, cửa, bật cửa. Tiếp theo là từ bác ốc, bờ ác bác sắc bác, ốc sắc ốc, bác ốc. Kế đến là từ chó mực, chờ o cho sắc chó, chó, mờ ức mức nặng mực, mực, chó mực. Kế đến là tiếng nhắc, nhờ ác nhắc sắc nhắc, nhắc. Tiếp theo là tiếng chắc, chờ ác chắc sắc chắc, chắc. Và cuối cùng là tiếng sục, si úp xúc nặng sục, sục. Các bạn đã làm rất tốt. Nếu bạn nào còn chưa thể đánh vần và đọc trơn được cả bài thơ, các con có thể dừng video lại ít phút tập đánh vần và đọc trơn nhé. Còn bây giờ, chúng mình hãy đọc đồng thanh cùng với cô nào. Bé vẽ, bé ngồi vẽ, cái nhà to, kề bật cửa, bác ốc bò, chú chó mực, nhắc gâu gâu, chắc chú dục, đi học mau. Lê Hải. Sau khi đã đọc xong bài thơ, hãy cùng cô tìm hiểu cách trả lời những câu hỏi sau đây nhé. Theo các con, bạn nhỏ trong tranh đang làm gì? À đúng rồi, dựa vào câu thơ đầu tiên, bé ngồi vẽ, có thể thấy hoạt động của bạn nhỏ trong tranh đó là đang vẽ, đúng không nào? Rất đơn giản. Vậy bạn nhỏ trong bài thơ của chúng ta đã vẽ gì? À, các bạn học sinh của cô rất giỏi. Trong bài thơ, bạn nhỏ của chúng ta đã vẽ một cái nhà to có bậc cửa và
Kề bậc cửa là một bác ốc đang bò, cùng với đó là hình ảnh của một chú chó mực sủa gâu gâu. Rất dễ dàng để chúng ta có thể phát hiện ra những hình ảnh mà bạn nhỏ đã vẽ, đúng không nào? Bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Hãy dừng chân ở đây và cùng đón chờ những điều thú vị trong tiết học hôm sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các con.